Nhân dịp mừng xuân quý mão 2023, sáng nay ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm chúc mừng năm mới gia đình các đồng chí nguyên bí thư, nguyên phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy và ban chấp hành đảng bộ tỉnh. Tại các gia đình, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vui mừng thông báo về kết quả kinh tế xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm qua, đặc biệt là những chính sách của tỉnh chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình người có công, công tác đảm bảo an sinh xã hội để đảm bảo mọi người mọi nhà vui đón mừng xuân mới. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, tiếp tục có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng tỉnh Vinh Long phát triển nhanh và bền vững. Dịp này, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên trong đoàn cũng đến thăm chúc mừng năm mới tại trạm y tế phường 5 thành phố Dinh Long.